Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 6.000 lọ thuốc Pro-IVIG, được xem là một trong những thuốc điều trị hỗ trợ hiệu quả đối với những trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng, giúp giảm tỷ lệ chuyển độ nặng cũng như giảm tỷ lệ biến chứng nặng của bệnh. Hiện thì các bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận được nguồn thuốc này và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua sắm thuốc, đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ứng thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Tại Việt Nam thì chế phẩm IVIG chưa được sản xuất trong nước mà phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Về lâu dài thì theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, do bệnh tay chân miệng là một loại dịch bệnh lưu hành và sẽ còn tiếp tục diễn biến trong nhiều năm tới, do đó cần sớm có những giải pháp căn cơ và chủ động hơn về cung ứng thuốc IVIG cho công tác phòng chống dịch.